Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Bạn thân mến, làm sao để giúp chị em giảm mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt? Trong những ngày kinh nguyệt của phụ nữ, mệt mỏi là một trong những thay đổi không mong muốn thường gặp nhất có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày ở nữ giới. Ngày kinh nguyệt là ngày mà nửa thế giới chúng ta đánh dấu một chu kỳ hoàn hảo nhất của tạo hóa. Thật là một điều tuyệt vời nếu một chu kỳ diễn ra đều đặn, không đau mỏi và thoải mái. Mọi mệt mỏi hoàn toàn có thể giảm thiểu và phòng tránh được, nên bạn hãy áp dụng những tip mà PMT Doctor nêu dưới đây để có một chu kỳ hoàn toàn thoải mái nhé. Đầu tiên cần tìm hiểu những mệt mỏi trong chu kỳ kinh nguyệt do nguyên nhân nào. Thứ nhất, do rối loạn hormone estrogen. Sự suy giảm nồng độ estrogen trong kỳ nguyệt san và sự mệt mỏi có liên hệ trực tiếp với nhau. Estrogen là một hormone sinh dục quan trọng ở nữ giới. Estrogen có thể giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất và khi nồng độ estrogen giảm, sự trao đổi chất của cơ thể sẽ chậm lại, khiến người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai, do rối loạn giấc ngủ. Bởi trong thời gian này, người phụ nữ dễ gặp các vấn đề về giấc ngủ, ngủ không đủ giấc, ngủ không sâu hay thức giấc do ra nhiều máu, do đau bụng, co thắt khó chịu. Tất cả những rối loạn vừa nêu khiến bạn cảm thấy mệt mỏi thêm, đồng thời tự thân nó cũng làm cho bạn thấy cơ thể không được thoải mái và khó ngủ. Thứ ba, do thiếu vận động. Thiếu vận động và không tập thể dục trong thời kỳ này có thể làm gia tăng cảm giác mệt mỏi. Vận động ở đây là vận động một cách nhẹ nhàng, vừa phải, hít thở không khí, tập các động tác nhẹ nhàng để tuần hoàn tốt, cơ thể điều hòa. Trong quá trình vận động, tập thể dục, cơ thể giải phóng ra endorphin và làm cơ thể sử dụng hormone này để chống lại tình trạng mệt mỏi. Thứ tư, do thiếu máu. Trong thời gian kinh nguyệt, bạn dễ bị thiếu máu do thiếu sắt. Thiếu máu hạn chế khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Nếu bạn có tình trạng tuần hoàn kém và thiếu oxy, bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi. Thứ năm, do thiếu nước. Với tình trạng mất nước và máu trong thời gian kinh nguyệt có thể gây tình trạng thiếu nước trong toàn cơ thể và làm cho nồng độ muối tăng cao. Các tình trạng này có thể gây ra chuỗi phản ứng phụ đối với sức khỏe mà kết quả là sự mệt mỏi. Các biện pháp khắc phục như sau. Thứ nhất, ăn nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày giúp bạn có nhiều năng lượng hơn, bởi vì năng lượng cần thiết để tiêu hóa trong một bữa ăn lớn là đáng kể và thường làm người ta mệt mỏi hơn. Hãy chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh để ăn giữa các bữa ăn chính và nên điều chỉnh khẩu phần của các bữa ăn cho phù hợp với tình trạng sức khỏe bản thân trong thời gian đèn đỏ. Thứ hai là tiêu thụ thêm protein. Hãy ăn thức ăn có nhiều chất đạm trong thời kỳ kinh nguyệt. Protein sẽ giúp cơ thể khắc phục được những rối loạn đường máu tạm thời. Protein cũng giúp sản xuất và giải phóng ra các hormone chống lại sự mệt mỏi. Một số thực phẩm chứa nhiều protein cao như thịt gia súc, gia cầm, cá, tôm. Đối với người ăn chay, các loại đậu như đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu nành, hạnh nhân và hạt hướng dương là những thực phẩm giàu protein có thể lựa chọn giúp bạn tránh thiếu sắt. Thứ ba, tiêu thụ ít đường và carbon hydrate. Nên sử dụng ít đường và carbon hydrate, đó là tinh bột, trong chế độ ăn uống thời gian này. Mặc dù chúng có thể bù ngay năng lượng nhanh trong ngắn hạn, nhưng sau đó lại dễ rơi vào tình trạng thiếu năng lượng do đường và carbon hydrate được chuyển hóa rất nhanh trong cơ thể. Các nghiên cứu đã xác định mối liên quan giữa việc sử dụng nhiều đường và carbon hydrate với sự mệt mỏi trong thời gian kinh nguyệt. Vì vậy, bạn nên chống lại sự cám dỗ của một miếng bánh ngọt hoặc một cốc kem. Thay vào đó, chọn các loại thực phẩm giàu protein để đáp ứng cho sự thèm muốn và sẽ mang lại nhiều năng lượng hơn cho cơ thể. Thứ tư, hãy quan tâm đến tình trạng thiếu máu. Mất máu và không bù đắp đủ dinh dưỡng trong thời gian này thì sẽ góp phần làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bạn có thể ngăn ngừa tình trạng thiếu máu bằng cách sử dụng chế độ ăn giàu chất sắt. Đậu lăng, đậu, rau lá xanh và thịt bò là những thực phẩm giúp cho cơ thể đầy đủ chất sắt. Có thể uống bổ sung viên sắt trong những ngày này. Nếu cơ thể vốn có tình trạng thiếu máu thì nên trao đổi với bác sĩ để được kịp thời tư vấn. Thứ năm, tập thể dục đều đặn. Đều đặn và mức độ vừa phải trong thời gian này, điều này rất có lợi cho cơ thể cũng giúp làm giảm sự mệt mỏi. Bạn nên dành 10 đến 15 phút tập thể dục hàng ngày như đi bộ chẳng hạn, có thể cải thiện sự mệt mỏi và giúp cân bằng hormone tốt hơn. Endorphin được phóng thích khi bạn hoạt động, đóng vai trò như chất hóa học cải thiện tâm trạng, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và ít mệt mỏi hơn.
Sau khi tập thể dục, bạn sẽ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, đặc biệt là trong thời kỳ hành kinh. Thứ 6, giữ đủ nước trong cơ thể. Cố gắng uống hơn 6 đến 8 ly nước và các chất lỏng dinh dưỡng khác trong ngày như nước hoa quả, canh súp. Cũng nên tăng cường các loại rau có hàm lượng nước cao trong chế độ ăn uống của bạn. Thứ 7, ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc là điều quan trọng. Cơ thể cần từ 7 đến 9 giờ để ngủ và tái tạo sức khỏe. Một cách để cải thiện giấc ngủ là tránh dùng caffeine và rượu trước khi ngủ. Áp dụng các kỹ thuật thư giãn như yoga, thiền, nghe nhạc êm dịu cũng rất hữu ích trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thứ 8, bạn có thể dùng các chất bổ sung. Việc sử dụng thuốc bổ đa vitamin sẽ giúp bạn chống lại sự mệt mỏi trong ngày kinh nguyệt diễn ra. Khuyến cáo sử dụng 200mg magie hàng ngày làm giảm các triệu chứng khó chịu. Bạn cũng có thể dùng magie cùng với vitamin B6 nếu các triệu chứng trong thời gian kinh nguyệt có mức độ nghiêm trọng. Dùng 1200mg canxi carbonate hàng ngày cũng được chứng minh có hiệu quả trong việc làm giảm mệt mỏi cho bạn trong kỳ kinh nguyệt. Đó là tất cả những điều mà bạn cần lưu ý. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.